hé lộ vận trình chấn động tuổi Kỷ Hợi 1959 từ 65 đến 69 tuổi, biết mệnh gặp thời, đổi đời giàu to, về già an nhàn sung túc, không ai sánh bằng. Kỷ Hợi số mạng tuổi này, mạng mộc bình địa trên cây tất bằng, đông xuân cũng thuận ai bằng. Hai mùa thuận số có ăn thanh nhàn, số này có nạn vào thân, gian truân lắm độ, phong trần lắm khi. Tha hương lập nghiệp xứ xa, trở về vận cuối làm ra có tiền, vợ chồng chắc trở nhiều phen, nếu không thì cũng lòng dòng đôi ba. Kỷ Hợi có số hiền lương, thấy ai ngọt dịu thì thương giúp liền. Số tuổi tu niệm ăn chay, lòng ở nhân đức có ngày làm nên. Hoan hỉ chào đón quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Phát Tài. Quý vị tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thân mến, trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng mưu cầu một cuộc sống đầy đủ viên mãn. Nếu như không thể giàu có như bao người, thì ít nhất mỗi ngày chỉ mong đều vui vẻ, sống bình yên bên những người mình thương yêu, phải không nào? Và rồi ai trong chúng ta cũng phải trưởng thành và trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Nếu may mắn được trời ban nhiều phước lành thì vượt qua mọi thứ. Nhưng nếu không may thì cũng có thể dùng đức năng thắng số để cải mệnh. Theo hé lộ mới nhất của giới tử vi cổ học, trong số 12 con giáp có tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, trước đây nghèo khổ đen đủi, vận hạn triền miên không ngớt, đã có lúc tưởng chừng con giáp này sẽ rơi vào bế tắc trước số phận nghèo khổ suốt đời, nhục nhã một kiếp. Vậy nhưng từ 65 đến 69 tuổi sẽ là lúc tuổi Kỷ Hợi đón nhận thiên mệnh, khiến vận mệnh xoay chuyển bất ngờ. Chỉ cần tránh được ba điều này là mọi chuyện khổ nạn trước kia đều giao hoán thành phúc lộc nốt phần đời còn lại. Thậm chí có người còn đổi đời giàu có, trả hết sạch nợ nần, ôm tiền tỷ nhét chặt két, xây nhà tậu xe, nắm trong tay bạc vàng lóa mắt, khiến cả thiên hạ phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Vậy vận trình của cuộc đời người tuổi Kỷ Hợi 1959 theo luận giải mới nhất sẽ diễn biến ra sao từ 65 đến 69 tuổi? Cần phải làm gì để đón lành tránh dữ, đón lấy bình an trong những ngày tháng tuổi xế chiều? Mời quý vị cùng Phú Quý Phát Tài chiêm nghiệm ngay sau đây. Kỷ Hợi hiền lương sống thật thà, chân thành chất phác vốn ôn hòa, khoan dung an phận hay nhường nhịn, nhẹ dạ cả tin ít nghĩ xa, không thích bon chen ưa học hỏi, dốc lòng giúp bạn chẳng gian tà, tin theo số mệnh không tham vọng, thích được thanh nhàn tình thiết tha. Những người tuổi Kỷ Hợi sẽ trải qua những ngày tháng tuổi thơ êm đềm mạnh mẽ. Đến thời thanh niên và trung niên, bản mệnh đã gặp phải một số những khó khăn nhất định. Những biến cố trong tình yêu và sự nghiệp khiến bản mệnh phải trăn trở lo lắng rất nhiều. Nếu bạn vững tâm bền chí để không bị đánh gục bởi những thất bại này, thì thành công và hạnh phúc có lẽ đã đến từ sớm. Vì những người tuổi này luôn nỗ lực hết mình, nên khi nghĩ về những gian khổ đã qua, bản mệnh sẽ cảm thấy mãn nguyện với sự cố gắng của bản thân. May mắn thay, cuộc sống khi về già của bạn cũng khá yên bình và yên ổn. Hòa đồng thân thiện là nét tính cách đặc trưng thường thấy ở người tuổi Kỷ Hợi. Bản mệnh thích kết bạn với những người có nhiều điểm tương đồng về suy nghĩ và sở thích. Đối với bạn bè thân thiết, bản mệnh luôn đối xử bằng tấm lòng chân thành và quan tâm chu đáo. Việc đấu khẩu hoặc chỉ trích người khác là điều không bao giờ xảy ra. Chính vì thế, bạn luôn giữ cho mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tri kỷ trong suốt nhiều năm. Ngay thẳng và cương trực là những phẩm chất đáng quý ở người tuổi Kỷ Hợi. Nội tâm của bạn rất đỗi trong sáng, không bao giờ chất chứa những mưu mô, toan tính, nói chuyện sâu xa, bóng gió không phải là phong cách giao tiếp của bạn. Bạn luôn vô tư thể hiện tâm tư, suy nghĩ thật của bản thân với mọi người xung quanh. Họ cũng ít khi nịnh bợ, luồn cúi trước bất cứ ai để đạt được lợi ích cá nhân. Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng người tuổi Kỷ Hợi khá yếu đuối. Trên thực tế, họ là những người có lòng kiên trì và nghị lực mạnh mẽ đến khó tin. Ẩn sâu trong vẻ hiền lành là sức mạnh tinh thần ngoan cường, giúp họ đương đầu với sóng gió. Để đạt được mục tiêu,
họ sẽ không ngại khó khăn, không ngại khổ để phấn đấu ngày đêm. Đối với họ, mọi nỗ lực của bản thân đều đáng trân quý. Chỉ khi đạt được thành công bằng chính sức của mình, họ mới cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện. Dù có thất bại thì họ vẫn cảm thấy mãn nguyện, vì ít nhất họ cũng đã cố gắng hết mình. Tấm lòng hiền lương đôn hậu của người tuổi Kỷ Hợi luôn khiến mọi người phải kính trọng và quý mến. Họ sẵn lòng lắng nghe, san sẻ nỗi buồn với người khác. Đối với những người thân thiết, họ là người mang năng lượng động viên tích cực, luôn khuyến khích ý chí tiến thủ. Họ không bao giờ bàng quan trước những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Để đóng góp cho lợi ích chung của cộng đồng, họ nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện. Tuổi Kỷ Hợi cũng được đánh giá là người hào sảng, phóng khoáng. Họ không bao giờ tỏ ra so đo, tính toán với mọi người xung quanh. Việc họ sẵn sàng bỏ một khoản tiền lớn ra để giúp đỡ bạn bè vượt qua khó khăn không phải là điều hiếm lạ. Ngay cả đối với người xa lạ, họ cũng không ngần ngại giúp đỡ bằng mọi cách. Bù lại, những lúc họ rơi vào tình thế gian nan sẽ được rất nhiều người đến trợ giúp. Vậy với những tính cách này sẽ ảnh hưởng thế nào tới sự nghiệp tài lộc tuổi Kỷ Hợi 5 năm tới? Có thể bạn chưa biết, nhưng trong vòng 5 năm tới, người cầm tinh con heo sẽ đón chào cơn sóng trong vận trình của mình. Khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Song con giáp này vốn là người thực thà, nên dù giàu sang thì bản mệnh cũng không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ được tính thiện lương, nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này ngày càng tăng tiến. Bản mệnh lanh lợi, sáng suốt, nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Trong vòng 5 năm tới, bạn có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, chút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén lên đôi vai bấy lâu. Tuy nhiên, nếu bỏ cuộc giữa chừng, bạn sẽ mất nhiều thời gian để làm lại, thậm chí còn khó kiếm được cơ hội tốt như trước đó. Vì vậy, tuổi Kỷ Hợi cần kiên trì với mục tiêu đã chọn, thì 5 năm tới đây sẽ là khoảng thời điểm sự nghiệp của bạn thăng hoa rõ rệt, thu nhập tăng cao. Bản mệnh sẽ mang đến cuộc sống dư giả, ấm êm cho cả gia đình. Việc duy nhất người tuổi Kỷ Hợi cần lưu ý là cách cư xử với mọi người. Con giáp tính tình bộc trực hay có sao nói vậy, nên không ít lần làm mất lòng nhiều người, ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp. Chỉ cần bạn duyên dáng, khéo léo, giữ mối quan hệ tốt với mọi người, thì dưới sự che chở của thần tài, cơ hội và tiền tài sẽ tìm về với con giáp này từ 4 phương 8 hướng, cuộc sống đầy đủ, gia đình ấm no, sung túc. Quý bạn tuổi Kỷ Hợi có biết không, người giàu thường dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn, bí quyết nằm ở 5 điều này. Thật vậy, tư duy kiếm tiền của một người sẽ thành công chỉ là vấn đề thời gian. Về vấn đề này, có 5 tư duy kiếm tiền mà không phải ai cũng biết, càng không có gì lạ khi người giàu ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Đầu tiên là đầu tư thật nhiều các lĩnh vực khác nhau. Trong quá trình tích lũy tài sản, người giàu thường có thói quen kiểm kê vốn mà bản thân đang có. Họ luôn hạn chế việc để tiền nhàn rỗi trong ngân hàng và thay vào đó đầu tư thật nhiều lĩnh vực khác nhau. Người giàu sẽ nghiên cứu tìm hiểu các phương án đầu tư. Họ chấp nhận rủi ro, đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, quỹ xã hội hay các công ty mới thành lập. Thậm chí nếu không đủ vốn lưu động, sẵn sàng vay các khoản tài chính để thực hiện hoạt động đầu tư. Còn với người bình thường, họ luôn lo lắng, nhìn trước ngó sau, tính toán kỹ càng, thậm chí là bỏ lỡ cơ hội để cuối cùng không đạt được thành tích hay học hỏi được điều gì. Bên cạnh đó, có rất nhiều người chi tiêu hoang phí. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra để tận hưởng, mua những đồ xa xỉ mà họ thích, vô hình bỏ qua tầm quan trọng của việc đầu tư tài chính. Thứ hai, duy trì tốt các mối quan hệ cá nhân. Lý do người giàu có sẽ càng giàu hơn là ở các mối quan hệ. Trong quá trình tích lũy tài sản, họ luôn cố gắng xây dựng các mối quan hệ cá nhân với mọi người trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và các mối quan hệ cá nhân sẽ giúp họ có nhiều cơ hội tốt để phát triển. Họ sẽ thu thập được nhiều thông tin từ nhiều nguồn, đồng thời họ học hỏi và giao tiếp với những người có năng lực hơn mình, từ đó sớm hoàn thiện bản thân. Thứ ba, nắm vững cách sử dụng thời gian.
Những người giàu có là những người biết tiết thời gian. Họ quý trọng từng phút, từng giây trong ngày. Họ sẽ lên lịch trình, thời gian biểu chi tiết cho ngày, luôn biết bản thân mình nên làm gì và nắm vững cách sử dụng thời gian sao cho hiệu quả nhất. Thường những lúc rảnh, họ sẽ đọc sách để trau dồi kiến thức hay tiến hành các buổi gặp gỡ nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Thứ tư, tư duy logic trong mọi vấn đề. Những người giàu có họ sẽ nhìn nhận vấn đề một cách logic rõ ràng và không cẩu thả khi đưa ra quyết định. Họ luôn lắng nghe ý kiến nguyện vọng của mọi người trong các tình huống cụ thể và sẵn sàng cho những thử thách mới. Người có tư duy logic thường đạt được những thành tựu vượt trội trong công việc và cuộc sống. Một số biểu hiện của người có tư duy logic là tập trung cao độ, làm việc theo cách riêng, thường xuyên tranh luận và đặt câu hỏi, có tính kỷ luật cao, giao tiếp hiệu quả, có tính sáng tạo. Tóm lại, tư duy logic không thể tự có, nó cần một quá trình học tập rèn luyện không ngừng. Nếu bạn muốn trở thành người có tư duy logic để đạt được thành công vượt trội trong cuộc sống, thì bạn cần lên kế hoạch thực hiện ngay lập tức. Thứ năm, đa dạng danh mục đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Sở dĩ người giàu có thể kiếm tiền nhanh là bởi họ đầu tư vào nhiều lĩnh vực mà người bình thường không dám thực hiện. Vì biết tận dụng các đòn bẩy tài chính từ các quỹ đầu tư và có phương án triển khai rõ ràng, nên họ nhanh chóng đẩy sự giàu có của mình lên một giai đoạn khác. Tóm lại, người giàu dám đầu tư mạnh tay vào rủi ro cao. Tuy xông xáo, không phải lúc nào cũng thành công, nhưng chắc chắn sẽ không mãi nghèo. Nếu bạn muốn sớm đạt được thành tựu lớn, sở hữu khối tài sản kích dù, thì cần phải cố gắng không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân, đầu tư cho tri thức, mở rộng các mối quan hệ, biết quý trọng thời gian và tận dụng tốt các đòn bẩy để từng bước tiến bộ. Về đời sống tình cảm, 5 năm tới sẽ đánh dấu thời điểm ý nghĩa đặc biệt cho bạn. Đây là lúc gặp nhiều thuận lợi may mắn trong đời sống tình cảm. Nếu đã kết hôn, bạn sẽ có một năm vợ chồng đầm ấm, tình cảm mặn nồng. Quan hệ vợ chồng được củng cố do đối tác hết lòng hỗ trợ, do đó đem đến cho bạn sự ổn định và đam mê. Tuổi Kỷ Hợi trong thời điểm này có cuộc sống gia đạo bình yên, hòa thuận và con cháu hiếu thảo. 5 năm tới, những đứa con, người cháu xa quê sẽ quay về quê hương, đoàn tụ với gia đình. Đây là dịp gia đình quây quần bên nhau và rộn rã tiếng cười sau những năm tháng chia cách. Thêm vào đó, người tuổi 1959 sẽ có cơ hội gặp lại những người bạn tri kỷ đã lâu không gặp. Cuộc tái ngộ này vô cùng ý nghĩa đối với Kỷ Hợi, khơi lại những kỷ niệm tươi đẹp đáng nhớ. Về sức khỏe, 5 năm tới, những người tuổi Kỷ Hợi nhìn chung có một trạng thái sức khỏe rất tích cực. Họ năng động và rèn luyện liên tục, giúp giữ được vóc dáng, chống lại bệnh tật có thể xâm nhập. Thời điểm đầu năm, các vấn đề sức khỏe đối với tuổi Kỷ Hợi thường xảy ra do không để ý đến các tín hiệu từ chính cơ thể mình. Do vậy, cần có chế độ ăn uống tập luyện khoa học hơn để bảo vệ bản thân tốt nhất. Các cơ quan nhạy cảm nhất đối với người tuổi Kỷ Hợi là dạ dày, huyết áp, các vấn đề về thần kinh. Bên cạnh đó, Kỷ Hợi cũng rất cẩn trọng trong hành động, chú ý an toàn là trên hết. Ngoài ra cũng không nên chủ quan mà làm việc hay vận động quá sức, hãy nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ, tiếp sức cho chặng đường tiếp theo. Và đến tuổi trung niên, nhiều cô bác tuổi Kỷ Hợi hoang mang, lo lắng trước những thay đổi chóng mặt về kinh tế và cuộc sống. Đã vậy, tuổi này thường dễ thất vọng vì những lầm cầm mà tuổi tác mang lại. Chính vì vậy, giới tử vi huyền học cảnh báo, tuổi Kỷ Hợi phải tránh xa 3 điều sau đây, kẻo lộc tổn mệnh suy, rước tai ương về nhà. Điều cấm kỵ thứ nhất, nuông chiều con cái. Chắc hẳn đối với người tuổi Kỷ Hợi, thành công lớn nhất chính là thành công về gia đình. Hay nói một cách thẳng thắn hơn là con cái thành đạt, khỏe mạnh về thể chất và cả tinh thần, vui vẻ và hiếu thảo. Sau 65 tuổi, hầu hết con cái của Kỷ Hợi bắt đầu bước vào xã hội. Quá trình tìm kiếm việc làm của các con chính là vấn đề khiến các bậc cha mẹ tuổi Kỷ Hợi lo lắng. Lo cho con không có học vấn cao, không có bằng cấp từ các trường xịn, không có quan hệ để dựa dẫm, nhờ vả sẽ bị chèn ép hay thậm chí lo chúng sẽ không chống chọi được với cám dỗ của cuộc đời. Tất cả đều là những nỗi lo thường trực trong mỗi phụ huynh tuổi này. Có Kỷ Hợi lúc này mới hối hận vì trước kia chỉ mãi lo công việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình, không dành nhiều tâm huyết cho việc nuôi dạy con cái. Bây giờ khi các con đã khôn lớn và định hình tính cách, dù Kỷ Hợi muốn can thiệp hay thay đổi cũng đã muộn. Nếu Kỷ Hợi không nghiêm khắc dạy con mình, cuối cùng xã hội sẽ dạy chúng theo cách tàn nhẫn hơn. Chính vì lẽ đó, Kỷ Hợi tuyệt đối đừng nuông chiều con cái, đừng có việc gì cũng làm thay, đừng dễ dàng trao của cải mà khiến con cái trở nên dựa dẫm và lười biếng,
mà hủy hoại cuộc sống của chúng về sau. Bởi phần đời còn lại ngắn ngủi, kỷ hợi, liệu có lo được hết đời cho chúng hay không? Điều cấm kỵ thứ hai, tham công tiếc việc. Nhân sinh sán lạn, kết thúc viên mãn, đây là mong muốn của gần như tất cả mọi người, đặc biệt là tuổi kỷ hợi, phải không nào cô bác? Nếu có thể, ai mà không muốn làm ra thành tựu, không để lại bất cứ gì tiếc nuối trong cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm của mình. Thế nhưng sau 65 tuổi, thất bại đáng sợ nhất là trong quá trình theo đuổi ước mơ, chúng ta đã miệt mài quá sức, tự mình chuốc khổ vào thân mà sinh bệnh tật. Cuối cùng kết quả nhận lại chỉ như dã tràng xe cát biển đông. Nỗ lực và vận dụng cả đời nhưng lại phải trả giá đắt cho chiếc giường bệnh. Có người nói do nghèo nàn túng thiếu về mặt kinh tế không làm không được. Nếu vậy hãy chọn việc vừa sức, đúng giờ đúng giấc, không cần quá nhiều tiền bởi tham thì thâm vào thịt, làm nhiều cũng chẳng bù lại được sức khỏe đã mất. Điều cấm kỵ thứ ba, truy cầu chỗ dựa cảm xúc. Càng lớn tuổi, kỷ hợi càng hiểu rằng chim có cặp, người có đôi là điều quý giá nhường nào. Khi có một người tri kỷ sẵn lòng ở bên làm bạn, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, bản mệnh mới không cảm thấy cô đơn trong những ngày tháng ngược dòng đời. Nhưng điều chưa tưởng chừng đơn giản này không phải ai cũng có thể làm được. Rất nhiều người từng nóng giận mất khôn hoặc bị cảm xúc nhất thời lấn áp, sau đó phạm sai lầm. Những quyết định không đúng không chỉ làm tổn thương mọi người xung quanh mà còn bao gồm chính bản thân kỷ hợi. Thay vào đó, kỷ hợi có thể tự tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong, như nghe một bản nhạc, cắm một bình hoa, mua thứ mình thích, đó mới là hạnh phúc bền vững không ai lấy đi được. Một người già hạnh phúc là người có con cháu chăm lo, có người bạn đời bên cạnh và may mắn có thêm người bạn thân tri kỷ cùng đồng hành những ngày tháng tuổi già. Sở hữu được một điều đã không dễ, chưa kể là cả ba điều trên. Do đó nếu đang có được niềm hạnh phúc này, chúng ta cần phải hết sức trân trọng. Ở tuổi này, kỷ hợi đã đi nửa chặng đường đời nên học cách sống an yên và chấp nhận. Những người không thể buông tay, những điều không thể buông bỏ khi còn trẻ thì cũng nên qua đi. Điều quan trọng nhất là những người đang hiện hữu xung quanh sẵn sàng dành sự quan tâm, yêu thương và ấm áp cho mình. Ở giai đoạn này chẳng có gì phải dè chừng hay nghi ngại, chẳng còn gì phải tranh cướp hay ganh ghét, mọi thứ chỉ còn là đồng cảm và sẻ chia. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh con người không? Hãy cùng Phú Quý Phát Tài xem vận mệnh người tuổi kỷ hợi theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. 1. Vận mệnh tuổi kỷ hợi sinh tháng giêng. Tháng giêng rơi vào tiết Tân Xuân. Người tuổi kỷ hợi sinh thời điểm này trong năm thông minh và hiền đức, là người có địa vị, được tôn trọng, nể vì, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Sinh vào tháng 1 âm lịch trong năm, tuổi kỷ hợi có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước biết sau, kính già yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên con giáp này có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao ngày càng rộng mở. Họ còn có khả năng lãnh đạo nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. 2. Vận mệnh người tuổi kỷ hợi sinh tháng 2 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi kỷ hợi theo tháng này, âm lịch trùng với tiết kinh chập, đa phần dễ làm nên thành công vang dội, địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi kỷ hợi là người có số mệnh phú quý. Họ giàu sang nhưng không cao nhã, không thô tục. Đây là người vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống, yêu đời và cũng yêu người. Xét về tài lộc thì tuổi kỷ hợi sinh tháng 2 âm, chẳng lúc nào thiếu tiền, không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. 3. Vận mệnh tuổi kỷ hợi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm là tiết thanh minh. Người tuổi kỷ hợi có tháng sinh này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh. Tính tình thẳng thắn cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình. Ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ tổ tiên, cha mẹ anh em. Mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Tuổi kỷ hợi sinh vào tháng 3 âm lịch, luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy vạy ngược xuôi. Nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt. Họ vẫn tốt, an nhàn hưởng phú quý. Thứ tư, vận mệnh người tuổi kỷ hợi sinh tháng 4 âm lịch.
tháng tư âm trùng với tiết lập hạ. Những chú heo sinh tháng này thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, nữ mệnh số phú quý giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch. Bạn dễ có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét tử vi khoa học, sinh tháng tư âm, người tuổi Kỷ Hợi tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo tỉ mỉ mọi chuyện. Bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền không loạn. Khi khó khăn sẽ có quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Cha mẹ là người thẳng thắn chính trực, yêu thương con cháu. Từ tấm bé, con giáp này đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều. 5. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết mang trùng, tuổi Kỷ Hợi tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ. Tuy không có quyền thế trong tay nhưng có thiên hướng phát triển về văn học nghệ thuật, có thể thành công nhờ thế. Người này có tham vọng lớn nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghĩ nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Xét về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận. Cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình khá vất vả. Trung vận phải dựa vào sức mình, vượt khó khăn để có điều mình muốn. Cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay, hậu vận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. 6. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch trùng với tiết tiểu thử, người tuổi Kỷ Hợi sinh vào thời điểm này trong năm học sâu hiểu rộng, là nhân tài hiếm có. Tuy nhiên họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận, vận mệnh thăng trầm khó định. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 6 âm bản tính khá ôn hòa, không cứng nhắc. Họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp thì con giáp thuộc tháng sinh này nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công. Nếu sống thờ ơ, không có chí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp. Cuộc sống khá vất vả, tới 5 tháng tuổi già mới được an nhàn. 7. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là tháng cô hồn, trùng với tiết lập thu. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 7 âm cuộc sống sung túc, chẳng lo lắng cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này khá bình yên, họ được quý nhân chỉ đường dẫn lối, người thân hết lòng giúp đỡ nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về, song bản mệnh cần ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự phải bàn bạc, thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. 8. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết bạch lộ, tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này, trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc giàu sang nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống. Dù không có ai giúp đỡ thì vẫn phải sống thoải mái theo ý mình. Từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm nên học cách tự lập từ sớm. Số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được trong tay là do mình làm ra. 9. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 9 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi theo tháng sinh, đa phần những người sinh tháng 9 âm trùng với tiết bạch lộ. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ. Sống tự do thoải mái, tiêu dao với đời, nhờ nhẫn nại kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Kỷ Hợi sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thong dong, luôn gặp may mắn. Có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. 10. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông, người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này khoan dung đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng. Trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý kề bên, họ vận cực thịnh. Nói vậy nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ. Chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong việc học tập hay trong công việc thì tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 10 âm cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà.
11, vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm là tiết đại tiết. Người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận. Tuy nhiên, vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 11 âm, cuộc đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, chẳng chút ưu sầu. Vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo thanh tú. Tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. 12. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp còn được gọi là tháng củ mật, trùng với tiết tiểu hàn. Người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này, trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay. Trong đời có khó khăn, hung nhiều cát ít, dễ bị tổn thọ. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 12 âm, cuộc đời trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến con giáp này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước sẽ được hưởng giàu sang phú quý hơn người. Bạn mệnh nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải. Đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi cũng sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Kỷ Hợi. Có một người đàn ông lập chí sẽ trở thành triệu phú ở tuổi 40. Năm ông 35 tuổi đã từ bỏ công việc, bắt đầu xây dựng sự nghiệp, mong sẽ có thể giàu chỉ sau một đêm. Trong khoảng thời gian 5 năm đó, ông đã từng mở qua công ty du lịch, tiệm cà phê, còn có cả cửa hàng hoa quả nữa. Nhưng tiếc thay, lần nào gây dựng sự nghiệp cũng đều thất bại, cũng đẩy gia đình đến bước đường cùng. Người vợ của ông bởi tâm lực đã quá mệt mỏi, bèn tìm đến sự giúp đỡ của một vị cao tăng. Vị cao tăng nói với người vợ, nếu như chồng cô đồng ý, thì hãy mời anh ta đến đây một chuyến. Vài ngày sau, người chồng này tuy đã đến, nhưng có thể nhìn ra được rằng ông ta đến lần này chẳng qua chỉ là ứng phó với người vợ của mình. Vị cao tăng không nói một câu, chỉ dẫn ông ta đến giữa sân của ngôi chùa và bảo rằng, nếu như thí chủ có thể quét sạch hết toàn bộ số lá dụng trong sân này, tôi sẽ nói cho thí chủ biết cách làm sao để có thể trở thành triệu phú. Vị tiên sinh này nghĩ trong lòng rằng quét sạch cái sân này thì có khó gì, liền đưa tay đón lấy cây chổi và bắt đầu quét. Nhưng khi ông vừa quét xong, ngay lập tức lá từ trên cây lại rụng xuống. Mắt thấy dường như đã sắp quét xong rồi thì lại thấy nơi vừa quét qua khi nãy lại là những chiếc lá rơi đầy mặt đất. Trải qua một ngày thử nghiệm, lá rụng trên sân vẫn nhiều như lúc mới đến. Vị tiên sinh này tức giận nhắm mạnh cây chổi xuống sân, chạy đi tìm vị cao tăng, muốn hỏi vị cao tăng cớ chi lại đùa cợt với mình như vậy. Vị cao tăng chỉ vào những chiếc lá trên mặt đất, dục vọng chính là giống những chiếc lá không thể quét hết trên sân kia vậy, tầng tầng lớp lớp che đậy mất lòng kiên nhẫn của thí chủ. Trầm ngâm một lát, vị cao tăng lại nói tiếp, trong lòng thí chủ có dục vọng của một năm, nhưng trên người lại chỉ có lòng nhẫn nại của một ngày. Chính là giống như những chiếc lá mùa thu này vậy, nhất định cần phải chờ đến mùa đông, sau khi những chiếc lá đều rụng sạch mới có thể quét sạch được. Nhưng thí chủ lại mong rằng trong một ngày có thể quét sạch được chúng. Trước khi hai vợ chồng này đi về, vị cao tăng nói với tiên sinh rằng, vì để trả công hôm nay anh đã vất vả, trên đường trở về sẽ đi ngang qua một kho thóc, trong đó có 100 bao thóc. Nếu anh đồng ý thì hãy giúp ông khiêng số bao thóc này ra bên ngoài kho. Ở phía sau đống thóc đó sẽ có một cánh cửa, bên trong có một cái dương đựng bảo vật. Bên trong là số vàng do thiện nam đến nữ quyên tặng, số lượng cũng không phải là nhiều. Đó xem như là thù lao quét sân và khiêng số bao gạo hôm nay. Hai vợ chồng này đi được một đoạn đường, quả nhiên đã trông thấy một kho thóc. Nghĩ đến số vàng sẽ nhận được, vị tiên sinh này liền bắt đầu khiêng số bao gạo kia đến bên ngoài cửa kho. Khi sắp khiêng xong, ông nhìn thấy phía sau thật sự có một cánh cửa, đẩy cửa ra, bên trong thực sự có một cái rương. Bên trong cái rương chỉ có một túi vải nhỏ. Đem đổ hết toàn bộ các thứ trong túi ra ngoài xem thử, ông không khỏi thất vọng. Trong đó vốn không có vàng thỏi, chỉ có một đống hạt giống màu đen và một mẩu giấy. Trên đó viết rằng ở đây không có vàng. Vị tiên sinh bị lừa thất vọng nhấn mạnh túi vải trên tay xuống sàn, tức giận quay lưng đẩy cánh cửa đó ra chuẩn bị rời đi. Lại nhìn thấy vị cao tăng đang đứng bên ngoài cửa, hai tay bốc lấy một nắm hạt giống, nhẹ nhàng nói, 100 bao thóc mà,
tín chủ vừa mới vận chuyển khi nãy đều bắt nguồn từ hạt giống trong cái túi nhỏ này, phải mất thời gian 4 tháng mới chủ ra được. Lòng nhẫn nại của thí chủ còn không bằng một bao hạt giống nhỏ, vậy thử hỏi làm sao nghe thấy được âm thanh của tài phú đây? Lời bàn vĩ đại đều là từ chịu đựng mới có được, bởi từ nhục mà người bình thường không thể chịu đựng được, bạn phải chịu đựng. Người bình thường cần được người khác lý giải, an ủi và khích lệ, nhưng bạn không có thể không cần. Người bình thường lấy đối kháng, trách móc tiêu cực để phát tiết cảm xúc trong tâm, nhưng bạn thì cần phải nhìn thấy được tình yêu và ánh sáng. Gặp phải bất cứ sự tình đều phải học biết thay đổi và quên đi. Người bình thường cần có một bờ vai để lúc mệt mỏi tựa vào, còn bạn chính là bờ vai để người khác tựa vào. Chịu đựng được tủi nhục lớn bao nhiêu thì sẽ làm việc lớn bấy nhiêu. Chịu được những lời chửi rủa lớn bao nhiêu thì có thể nhận được lời khen ngợi lớn bấy nhiêu. Chịu được sự nhàm chán mới có thể giữ chắc được phồn hoa. Hé lộ mệnh chuẩn chưa ai tiết lộ cho tuổi Kỷ Hợi 1959 sau 65 tuổi, đón lộc chánh hỏa về già giàu sang viên mãn. Thưa quý cô bác tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thân mến, ở thời điểm cuộc sống nhiều rối ren lắm mỏi mệt, người ta thường chần chừ không dám quyết định, quẩn quanh những suy tư xót ruột đợi chờ kết quả. Ám ảnh cho những nỗ lực của bản thân, tiếc nuối cho một đoạn thanh xuân đã tin yêu và nỗ lực, tiếc rằng chẳng nhận lại được những gì xứng đáng được về thân. Thế nhưng, ở đời đằng sau bóng tối chính là ánh sáng. Sau mùa đông chính là lúc xuân tới, sau khó khăn chính là lúc thuận lợi về người. Nên Kỷ Hợi đừng có bi quan, cũng đừng quá suy tư, cũng đừng quá chán nản, hãy mạnh dạn đứng lên cho đoạn thời cơ cận kề ở phía trước. Sau 65 tuổi, vận mệnh của Kỷ Hợi dự báo sẽ có hung cát đan xen, cơ hội sẽ vẫn có. Vậy tận dụng được hay không, nắm bắt được hay không, giản đơn chỉ là do chính mình. Nếu biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ thì có thể chuyển hỏa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, ai cũng đỏ mắt ghen tị. Nói đến đây sẽ có nhiều anh chị Kỷ Hợi còn bán tín bán nghi, vậy anh chị hãy dành chút ít thời gian để cùng chiêm nghiệm. Tuổi Kỷ Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ dễ xúc động với những khó khăn, bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Kỷ Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Về bề ngoài của tuổi Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Kỷ Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết. Trong con mắt của mọi người xung quanh, tuổi Kỷ Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Kỷ Hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tuổi Kỷ Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng 9 điều lành. Bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Kỷ Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp nhường nhịn, nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Tuổi Kỷ Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ vu lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi Kỷ Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, tuổi Kỷ Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng, những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương. Ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè. Bình thường, tuổi Kỷ Hợi là những người không thích tranh chấp, đôi co với người khác. Nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng, họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và tuổi Kỷ Hợi sẽ không thù hận, để bụng bất kỳ điều gì. Những người này không chỉ có tấm lòng vị tha, trái tim nhân hậu, mà họ còn là những người vô cùng phóng khoáng, rộng rãi. Bởi vậy, họ luôn cố gắng giúp đỡ những người khó khăn, thậm chí chia sẻ tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Tuổi Kỷ Hợi là những con người đầy năng động, sáng tạo và nhiệt tình. Họ sẽ không bao giờ vắng mặt trong một buổi họp, giao lưu, gặp mặt.
tham gia công tác xã hội và những hoạt động tập thể giúp họ thư giãn, thoải mái và hoàn thiện bản thân mình hơn. Phụ nữ tuổi Kỷ Hợi sẽ là mẫu người lý tưởng, đáng mong đợi của nhiều chàng trai. Họ vừa dịu dàng, đoan trang, vừa là người phụ nữ mạnh mẽ của thời đại. Khi đã kết hôn, cô nàng tuổi Kỷ Hợi sẽ hết lòng chăm lo cho cuộc sống của chồng con và mái ấm gia đình. Tuổi Kỷ Hợi có cuộc sống an nhàn và lạc quan, họ luôn tươi cười, vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi Kỷ Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận cuộc đời tầm thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm, bởi thực chất, tuổi Kỷ Hợi có sự thông minh và quyết đoán. Họ chỉ đang chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn, áp lực của công việc, có người nhăn nhó, khó chịu, có người kêu ca, chán nản. Tuổi Kỷ Hợi lại khác, họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn, thử thách. Thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén giúp những người này vượt qua khó khăn. Nam mạng, xem tử vi thấy rằng công danh sự nghiệp của đàn ông Kỷ Hợi rộng mở, sáng lạn. Cuộc đời gặp nhiều may mắn, vợ chồng chung sống hạnh phúc, tiền vận có chút phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới được thảnh thơi hưởng phúc. Những người này có số hưởng thọ từ 71 tuổi đến 80 tuổi. Những ai lương thiện, tu tâm tích đức thì tuổi thọ sẽ được gia tăng. Nữ mạng Kỷ Hợi phải trải qua nhiều gian truân vào lúc nhỏ. Đến tiền vận và trung vận có nhiều lo lắng, phiền muộn, bước sang hậu vận mới được thảnh thơi yên ổn. Theo tử vi tuổi Hợi, tình duyên có nhiều buồn phiền, công danh sự nghiệp không gặp thuận lợi. Để bù đắp cho những thiệt thòi trong cuộc sống, nên nữ mạng Kỷ Hợi có số hưởng thọ từ 85 tuổi đến 96 tuổi. Nếu sống tốt, lương thiện, tu tâm tích đức thì tuổi thọ còn được gia tăng hơn nữa. Về công danh sự nghiệp, người tuổi Kỷ Hợi có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời mình, nhưng họ không bao giờ tham lam, ích kỷ vì lợi ích của bản thân mà làm tổn hại đến người khác. Khi làm việc, những người này khá cẩn thận, chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn. Họ may mắn được trời phú cho nhiều tài năng và thích hợp với lĩnh vực nghệ thuật. Nếu trở thành ca sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, tuổi Kỷ Hợi sẽ có nhiều cơ hội để phát triển tài năng của mình. Sự tỉ mỉ, cần cù và tấm lòng nhân hậu sẽ giúp họ trở thành những bác sĩ, y tá tâm huyết với nghề. Cuộc sống của họ lúc nào cũng bình yên, đơn giản, như giống như tính cách của họ vậy. Tuổi Kỷ Hợi không thích tranh chấp, mâu thuẫn trong cuộc sống, thậm chí tránh xa những con người nhỏ nhen, ích kỷ. Bởi vậy, họ thích hợp với những công việc mang tính chất xây dựng cộng đồng. Nếu như tham gia công việc có sức cạnh tranh ác liệt, họ sẵn sàng chịu thua về mình và rút lui. Ngay từ tuổi nhỏ, họ đã ham học hỏi, tìm tòi mọi thứ xung quanh. Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ giúp tuổi Kỷ Hợi thành công trong các lĩnh vực như ngành nghiên cứu khoa học, thiết kế. Dù giỏi kiếm tiền nhưng họ nổi tiếng là những người tiêu pha hoang phí. Bởi vậy, tuổi Kỷ Hợi sẽ không thích hợp với các vị trí quản lý tiền bạc, tài sản. Nếu làm ăn kinh doanh, tuổi Kỷ Hợi có nhiều điểm mạnh cần được phát huy nhiều hơn. Với sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, tuổi Kỷ Hợi tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn lớn. Con mắt tinh tế và đầu óc phân tích sắc sảo giúp họ có cái nhìn khách quan, chính xác về nhu cầu của thị trường. Từ đó quyết định đẩy mạnh mặt hàng cần kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi cũng có một số nhược điểm cản trở sự phát triển kinh doanh của họ. Những người này dường như không biết cách quản lý tiền bạc và chi tiêu hợp lý. Điều đó đôi lúc khiến tuổi Kỷ Hợi bị lỗ vốn trong kinh doanh. Nếu muốn công việc diễn ra thuận lợi hơn, tuổi Kỷ Hợi cần phải suy nghĩ, cẩn thận trước khi quyết định điều gì đó. Hơn nữa, trong những tình huống gấp rút, bất ngờ, sự quyết đoán mới chính là yếu tố giúp họ giải quyết vấn đề. Nếu có đam mê với kinh doanh, tuổi Kỷ Hợi nên thử sức với lĩnh vực buôn bán bất động sản. Tuổi Kỷ Hợi là những người có tuổi thơ may mắn vì họ được sống dưới sự chăm sóc chu đáo, tận tình của cha mẹ và những người thân xung quanh. Họ được nâng niu, chiều chuộng như những viên ngọc, không bao giờ thiếu thốn điều gì. Những vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời khiến tuổi Kỷ Hợi trưởng thành hơn. Đó là khi bước vào thời thanh niên, những biến cố về tình cảm bắt đầu xảy ra. Họ gặp phải nhiều khó khăn và phiền muộn về mặt tinh thần. Thế nhưng, yếu tố may mắn vẫn theo tuổi Kỷ Hợi trong suốt cuộc đời. Họ sớm trưởng thành và xây dựng cuộc sống gia đình với một nửa trọn vẹn của mình. Những người này rất coi trọng cuộc sống hôn nhân của mình. Vì vậy, họ sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình. Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống, tuổi Kỷ Hợi lại nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Họ là những người thân thiện, có tấm lòng nhân hậu và tốt bụng.
Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự yêu quý, tin tưởng của mọi người. Nếu quyết định đầu tư vào kinh doanh buôn bán, tuổi Kỷ Hợi cần phải suy nghĩ, tính toán cẩn thận. Đôi khi sự chần chừ, thiếu quyết đoán khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, không nên đặt niềm tin quá nhiều vào người khác, nếu không sẽ dẫn đến những tai họa khó lường. Chỉ cần có đam mê, ý chí quyết tâm phấn đấu, nỗ lực, tuổi Kỷ Hợi sẽ xây dựng được một sự nghiệp vẻ vang, vững chắc. Cuộc sống của họ lúc nào cũng sung sướng, đầy đủ, nhưng không ít lần tuổi Kỷ Hợi mất mát tài sản vì sự cả tin của mình. Nam mạng. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, thời điểm hoàng đạo cho nam mạng Kỷ Hợi xuất hành là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Xuất hành vào thời điểm này, mọi việc sẽ được suôn sẻ, may mắn, mưu sự ắt thành, đại cát đại lợi. Vật phẩm phong thủy hợp nhất. Để giảm trừ vận hạn, tuổi Kỷ Hợi 1959 có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như vòng tay đá tự nhiên hoặc mặt Phật bản mệnh. Tuổi Kỷ Hợi 1959 được Phật A Di Đà hộ mệnh. Nếu muốn cuộc sống bình an, sức khỏe dồi dào, gia đình hòa hợp, con cháu hiếu thuận thì nên làm nhiều việc tốt giúp đỡ người khó khăn. Đồng thời đeo mặt Phật bản mệnh A Di Đà bên mình để được chứng giám lòng thành, che chở, dẫn đường chỉ lối của Đức Phật. Nữ mạng, ngày giờ xuất hành hợp nhất. Tốt nhất bạn nên xuất hành vào ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn. Nếu như có công chuyện cần đi xa hoặc giao dịch làm ăn với đối tác hay làm những chuyện đại sự, vì đó là thời điểm xuất hành hợp nhất đối với nữ mạng tuổi Kỷ Hợi. Mọi chuyện sẽ hanh thông, thu được nhiều thành quả. Vật phẩm phong thủy hợp nhất. Trong cuộc đời mỗi người, vận hạn là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy, ta có thể giảm trừ bằng cách hành thiện tích đức. Đồng thời, nhiều người mang theo mật Phật, bản mệnh với niềm tin được Đức Phật che chở dẫn đường chỉ lối. Tuổi Kỷ Hợi 1959 được Phật A-di-đà hộ mệnh. Nếu mang theo mật Phật bản mệnh bên mình thì sẽ được bình an, hạnh phúc, cuộc sống gặp nhiều điều tốt, vận hạn hóa giải. Tình cảm. Tình yêu của người tuổi Kỷ Hợi cũng đơn giản như tính cách của chính họ, chân thành, thẳng thắn và chung thủy. Khi yêu một ai đó, tuổi Kỷ Hợi thường vụng về trong cách bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình. Họ thường giấu kín cho đến khi trong trái tim không thể chất chứa thêm được những tình cảm yêu thương ấy. Khi đã chinh phục được trái tim của đối phương, tuổi Kỷ Hợi mới có thể mạnh dạn thể hiện tình cảm ngọt ngào của mình. Họ biết cách làm mới tình yêu bằng những bất ngờ thú vị, độc đáo. Những người này sẵn sàng làm mọi thứ để người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng, thật lòng không phải lúc nào cũng giúp họ tìm thấy được chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc. Đôi khi sự cả tin và vội vàng khiến họ có những sự lựa chọn sai lầm. Khi tình yêu đổ vỡ, hơn ai khác, tuổi Kỷ Hợi chính là người chịu tổn thương nhiều nhất. Đó sẽ là bài học quý giá giúp họ trưởng thành hơn trong cuộc sống và khắc phục những khuyết điểm, hoàn thiện bản thân. Nếu yêu người tuổi Kỷ Hợi, bạn sẽ luôn cảm thấy mình được chăm sóc, quan tâm rất chu đáo. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự chân thành, tốt bụng của họ. Tuổi Kỷ Hợi sẽ luôn thấu hiểu, cảm thông, lắng nghe và chia sẻ mỗi khi bạn gặp khó khăn, buồn phiền. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế, tuổi Kỷ Hợi được nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ. Bởi vậy, họ ít khi chủ động trong tình yêu. Nếu như họ ngỏ lời với một ai đó thì chắc chắn tuổi Kỷ Hợi đã đem lòng yêu rất sâu sắc. Những chàng trai tuổi Kỷ Hợi không giỏi trong cách thể hiện tình cảm, chinh phục đối phương. Họ thường hành động theo lời trái tim mách bảo, chân thành và có chút khờ dại. Thế nhưng, đó không hoàn toàn là khuyết điểm. Đôi khi sự nhút nhát ấy lại là thứ vũ khí lợi hại, giúp tuổi Kỷ Hợi chinh phục được trái tim của đối phương. Tuổi Kỷ Hợi, dù là nam hay nữ giới, đều rất thân thiện, chân thành và cởi mở. Tình yêu của họ rất trong sáng và giản dị. Tuổi Kỷ Hợi luôn mong muốn cùng người mình yêu trải qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống và xây dựng một hôn nhân vĩnh cửu. Nhược điểm duy nhất của người đàn ông tuổi Kỷ Hợi đó là khá gia trưởng và bảo thủ. Họ thường đặt ra những yêu cầu cao cho cuộc tình của mình và đòi hỏi đối phương phải thực hiện. Nam giới tuổi Kỷ Hợi khi đã trải qua vấp ngã trong tình yêu, họ sẽ trở nên nghi ngờ, bảo thủ và thận trọng. Nữ giới tuổi Kỷ Hợi rất nghiêm túc trong tình yêu, họ luôn chờ đợi tìm kiếm cho mình một mảnh ghép phù hợp. Khi yêu, cô nàng này đôi lúc dịu dàng, ân cần nhưng cũng có lúc lại rất tinh nghịch, bướng bỉnh. Thế nhưng dù ở trạng thái nào, họ đều rất đáng yêu và biết làm bao chàng trai rung động. Khi đã kết hôn, họ sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình. Tuổi Kỷ Hợi dành nhiều thời gian để chăm sóc cho chồng con và tổ ấm của mình. Họ là mẫu người giỏi việc nước, đảm việc nhà,
vừa bận rộn chăm chỉ với công việc của mình, vừa có thể hoàn thành xuất sắc vai trò của một người mẹ, người vợ, người con. Sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sau 65 tuổi không có quá nhiều biến động. Nhìn chung bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ hóa lành. Có điều nhiều thời điểm trong năm sức khỏe suy giảm, tuổi Kỷ Hợi dễ đổ bệnh. Dù không phải bệnh nguy hiểm nhưng cũng gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Thời điểm đầu năm, các vấn đề sức khỏe đối với người tuổi Kỷ Hợi thường xảy ra do không để ý đến các tín hiệu từ chính cơ thể mình gửi đến. Cần có chế độ ăn uống, tập luyện khoa học hơn để bảo vệ bản thân được tốt nhất. Các cơ quan nhạy cảm nhất đối với người tuổi Kỷ Hợi là dạ dày, huyết áp hoặc vấn đề về thần kinh. Vì thế, các bài tập thể dục giúp giải tỏa hệ thần kinh sẽ rất có lợi cho bạn. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Hợi, bạn sẽ biết đâu là thời điểm mình có cơ hội gặt hái thành công, từ đó chủ động nắm bắt các cơ hội và tránh các nguy cơ. Tuổi Kỷ Hợi gặp năm Tý, xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Hợi, con giáp này vướng hỏa kiếp tài trong năm Tý, vì thế mà chuyện làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, mưu sự gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, nhờ có sự cứu trợ của các tinh thái dương, bản mệnh chỉ cần cố gắng làm việc thì ắt tìm ra phương hướng giải quyết. Phương diện tình duyên không khả quan, đào hoa có xuất hiện, song đa phần là đào hoa xấu. 2. Tuổi Kỷ Hợi gặp Nam Sửu. Nam Sửu đem tới cơ hội chuyển vận cho con giáp này. Con đường làm ăn của bạn có nhiều yếu tố thuận lợi. Dù làm trong lĩnh vực gì cũng có khả năng kiếm tiền về đầy túi. Giữa năm có kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại. Song không phải vấn đề gì lớn. Năm này bạn chỉ cần hành thiện tích đức thì có thể đạt được mọi điều mà mình mong muốn. 3. Tuổi Kỷ Hợi gặp Năm Dần. Bước sang Năm Dần, bạn gặp phải nhiều sự cố bất ngờ, các kế hoạch đặt ra cũng không được thuận lợi như dự kiến. Tuy nhiên, chỉ cần bạn không đầu hàng khó khăn thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến, thậm chí có người biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. 4. Tuổi Kỷ Hợi gặp Năm Mão. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Hợi thấy, Năm Mão bản mệnh có khả năng chuyển hỏa thành phúc, tiền bạc đổ về túi ào ào không hết. Giữa năm con giáp này còn có cơ hội tăng quan tiến chức. Tuy nhiên cuối năm kẻ tiểu nhân tắc oai tắc quái, hành sự không còn thuận lợi như trước. Bạn cần thận trọng kẻo công lao đổ xuống sông đổ bể. 5. Tuổi Kỷ Hợi gặp Năm Thìn. Trong năm được chính quan soi chiếu, con đường sự nghiệp của bản mệnh ắt rực rỡ sáng lạn. Nhiều người được nắm quyền hành trong tay. Người đi ra lập nghiệp cũng hứa hẹn được đón nhận nhiều tin mừng. Tuy nhiên Năm Thìn vẫn có hỏa phá tài nhỏ. Bạn chớ nên chi tiêu phung phí hoặc nghe theo lời sủ dỗ của kẻ không đáng tin. 6. Người tuổi Kỷ Hợi gặp Năm Tỵ. Năm này, người thường xuyên di chuyển hoặc người đi xa lập nghiệp gặp được nhiều may mắn, thách thức trở thành cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Chuyện hợp tác đầu tư diễn ra thuận lợi, bạn có thể tìm gặp được đối tác ăn ý, khiến tiền đổ về túi cả hai đều ổn định. 7. Tuổi Kỷ Hợi gặp Năm Ngọ. Dù người tuổi Kỷ Hợi gặp phải bất trắc trong năm, nhưng thường được các tinh tương trợ, mọi việc đều có thể được tháo gỡ. Năm này tài vận hanh thông, nhiều kế hoạch trước đó của bản mệnh đem tới kết quả tích cực. Hãy hài lòng với những gì mình đang có, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. 8. Tuổi Kỷ Hợi gặp Năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, người tuổi Kỷ Hợi nhìn chung là thuận lợi trong năm Mùi. Bạn có thể tự tạo ra cơ hội cho mình nếu tập trung vào sự nghiệp, nói ít làm nhiều. Tuy nhiên năm này không thích hợp đi xa, không nên nhảy việc, nên chú ý hoàn thành các nhiệm vụ còn dang dở. 9. Tuổi Kỷ Hợi gặp Năm Thân. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Hợi thấy rằng Năm Thân hỏa khẩu thiệt thị phi, phát sinh nhiều. Bạn cần hành sự thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Người làm ăn kinh doanh cũng dễ gặp phải bất trắc cản trở. May mắn đến cuối năm hung vận giảm bớt, bạn vẫn thu về lợi nhuận nhất định. 10. Tuổi Kỷ Hợi gặp Năm Dậu. Nhiều biến động sẽ xuất hiện trong cuộc sống của người tuổi Kỷ Hợi trong năm này. Bạn cần thận trọng trong khi hành sự, nếu không dễ phá tài, công sức bỏ ra không thu được thành quả tương xứng. Tuy nhiên, người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Bạn chú ý mở rộng mối quan hệ thì ắt sẽ kết giao được với quý nhân. 11. Tuổi Hợi gặp Năm Tuất. Bản mệnh có nắm bắt được các cơ hội trong năm này. Tuy nhiên, nếu chăm chỉ, cố gắng suốt cả một năm thì vẫn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Năm Tuất, bạn không nên ngại khó khăn, vất vả. Hãy coi đó là cơ hội rèn luyện bản thân, đồng thời có thể trong quá trình đó bạn sẽ lọt vào mắt xanh của quý nhân.
12. Tuổi Kỷ Hợi gặp năm Hợi. Trong năm bản mệnh, con giáp này cần chú ý đến việc kết giao bạn bè. Nếu không dễ tin lầm kẻ xấu, sự nghiệp lên xuống bất ổn, hành sự khó khăn, bạn cần phải thực hiện kiên trì, hạn chế mâu thuẫn với người khác. Tài vận cũng bất lợi, bạn cần hạn chế đầu tư, tốt nhất là tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Kỷ Hợi sau 65 tuổi. Câu chuyện về Đức Phật và hai chiếc bình đất. Chuyện kể lại rằng một chàng trai trẻ vừa mới mất cha, nên cố gắng tìm làm điều gì đó tốt đẹp cho người đã khuất. Nghe nói các tu sĩ hộ niệm có thể giúp người mới mất sớm được siêu thoát, nên người này cầu xin Đức Phật, một người vĩ đại có thể cử hành một nghi lễ hay nghi thức để cho mình nhận được điều tương tự. Đức Phật hiểu rằng nói chuyện phải trái với một người đang không đủ bình tĩnh là điều rất khó, thế nên Ngài yêu cầu người này ra chợ mua hai cái bình đất về. Sau đó Đức Phật yêu cầu anh làm đầy một bình bằng bơ và bình kia bằng đá sỏi. Anh chàng làm theo vì tin rằng có thể yêu cầu của mình sắp được Ngài thực hiện. Sau khi niêm phong hai chiếc bình, Ngài bảo anh thả chúng xuống một cái hồ và bình liền chìm xuống đáy. Đức Phật tiếp tục yêu cầu anh mang một cây gậy cứng để có thể đập bể hai chiếc bình. Người này làm theo từng bước vì nghĩ rằng đó có thể là quy trình của một nghi lễ. Khi bình vỡ, bơ ở bình đầu tiên trào ra và nổi lên trên mặt nước. Trong khi đó, sỏi thoát ra từ cái bình còn lại và rơi xuống đáy hồ. Lúc này, Đức Phật mới ôn tồn bảo người kia: những gì ta có thể giúp anh thì ta đã làm xong. Giờ đây anh hãy nhờ tất cả các tu sĩ đến và nói họ cùng cầu nguyện. Bơ ơi hãy chìm xuống đáy hồ, sỏi ơi hãy trồi lên mặt nước. Anh này ngạc nhiên đáp: dạ thưa, sao có thể như vậy được? Như thế là trái quy luật của tự nhiên. Sỏi nặng hơn nước nên chìm xuống dưới, còn bơ nhẹ hơn nước nên mới nổi lên. Không có chuyện ngược lại cho dù cầu nguyện. Này anh bạn, có vẻ anh biết rõ về luật của tự nhiên. Tuy nhiên, anh không muốn hiểu luật của tự nhiên cũng áp dụng vào cuộc sống của anh. Nếu cha anh từng làm những việc nặng như sỏi thì chắc chắn phải chìm xuống. Còn ông ấy làm những việc nhẹ như bơ thì ắt sẽ nổi lên. Không ai có thể điều khiển được việc đó cả, bao gồm cả cầu nguyện. Đức Phật đáp lời, lúc này anh bạn trẻ mới hiểu ra vấn đề và cảm ơn Ngài, rồi lặng lẽ ra về. Bài học: qua câu chuyện trên ta có thể thấy người con trai khá báo chấp, mong Đức Phật hỗ trợ mình một điều khá phiền vông. Anh tin rằng Ngài có phép màu để biến không thành có, mà không đối diện với sự thật rằng ai trong chúng ta cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên của cuộc sống. Có thể nói, hầu hết chúng ta cũng giống như người con trong câu chuyện về Đức Phật và hai chiếc bình đất. Ta hãy nói về quy luật tự nhiên của cuộc sống. Thế nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm đối mặt với chúng khi có điều trái ý muốn của mình xảy ra. Thậm chí càng rơi vào khó khăn, ta càng hay cầu mong có ai đó ra thay giúp đỡ. Ví dụ thần hoặc Phật mà không giúp lúc này thì ta sẽ oán. Cuối cùng không chịu nhận ra rằng chỉ có chính bản thân mới tự cứu lấy được chính mình mà thôi.